Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính có trong bản tin hôm nay. MU có thể hạ Arsenal ở vụ Declan Rice. Đang xác nhận MU 100% muốn ký Mason Mount. Bom tấn Chelsea sẵn sàng tới Emirates. Và có rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU có thể hạ Arsenal ở vụ Declan Rice. Đầu tuần này đã có thông tin cho rằng pháo thủ đang chốt 100 triệu bảng cho thương vụ Declan Rice. Tuy nhiên, chia sẻ trên trang Patreon, nhà báo Dean Jones cho rằng mọi thứ có thể thay đổi với sự vào cuộc của MU và Man City. Jones cho biết, tôi nghĩ rằng phải có đến 80% Declan Rice gia nhập Arsenal lúc này. Cậu ấy yêu thích ý tưởng này. Nếu thương vụ kéo dài thì có một chút nguy cơ bị nhòm ngó. Nếu điều đó xảy ra, có thể là Man City và MU sẽ vào cuộc. Tôi không nghĩ nó sẽ xảy ra, nhưng vẫn là một nguy cơ. Cả MU và Man City chắc chắn đã tiếp cận cậu ấy. Và nếu cậu ấy đột ngột nhận được đề nghị từ MU và Man City, do Ten Hag và Pep Guardiola dẫn dắt, sẽ rất khó để từ chối. Nhưng dù sao đi nữa, cậu ấy vẫn định đến Arsenal. Pep tướng mô tả Ray là một tiền vệ đặc biệt. Anh cũng có 240 đường chuyền tị tiến, trong đó có 75 đường chuyền ở 1/3 sân đối phương ở ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua. Ngoài ra thì Rai cũng là tiền vệ đánh chặn tốt nhất của West Ham với 142 lần cắt bóng thành công. Lukaku nhận đề nghị khủng để đến Ả Rập. Thời hạn cho mượn của Romelu Lukaku tại Inter Milan sẽ kết thúc vào mùa hè này, với việc ngôi sao người Bỉ khó có thể tái hợp với Chelsea dưới sự dẫn dắt của Mauricio Pochettino. Theo đó, Daily Mail chia sẻ cựu ngôi sao MU được cho là đã gặp các quan chức của Al Hilal để thảo luận về thỏa thuận tới Ả Rập sau khi chơi bóng. Được biết, Al Hilal chốt một hợp đồng 2 năm với mức lương 43 triệu bảng cho Lukaku. Xác nhận MU 100% muốn ký Mason Mount. Nhà báo Fabrizio Romano một lần nữa khẳng định rằng Quỷ Đỏ vẫn đang dành cho ngôi sao người Anh sự quan tâm đặc biệt. Cầu thủ người Anh là niềm tự hào của lò đào tạo trẻ The Blue và góp công lớn giúp câu lạc bộ giành chức vô địch C1 mùa giải 2020-2021. Tuy nhiên, cùng với sự sa sút trầm trọng của Chelsea mùa trước, Mao cũng đã gặp chấn thương và không có nhiều thời gian ra sân. Cầu thủ 24 tuổi cảm thấy rằng kỳ chuyển nhượng hè sẽ là thời điểm tốt để anh tìm kiếm thử thách mới. Chính vì vậy, anh đã có cuộc đàm phán cá nhân với MU và chốt xong thỏa thuận. Dù chưa thể tìm ra tiếng nói chung về mức giá trong thương vụ này, nhưng quan điểm bên phía Quỷ Đỏ vẫn không thay đổi. Nhà báo người Ý viết, thông điệp của MU gửi tới Mao đã rất rõ ràng trong những ngày gần đây. Mason Mount chính là mục tiêu ưu tiên của câu lạc bộ. Nóng bom tấn Chelsea sẵn sàng tới Emirates. Arsenal cũng đang theo dõi sát sao tình hình của Havertz. The Blue sẽ không ngăn cản nếu Havertz muốn ra đi. Dù vậy, họ quyết tâm thu lại số vốn gần bằng chi phí đã trả cho Leverkusen 3 năm trước. Mức giá 75 triệu bảng mà Chelsea yêu cầu khiến cho nhiều câu lạc bộ e ngại, dù họ cho rằng con số này là hợp lý. Mới nhất, ký giả David Ortiz của The Atlantic xác nhận Arsenal đã đưa ra lời đề nghị ký hợp đồng với Havertz. Cuộc đàm phán tăng mạnh trong những ngày gần đây, Arsenal đã liên hệ với Chelsea và cầu thủ, Bayern Munich cũng quan tâm. Cùng thời điểm, Fabrizio Romano tuyên bố Arsenal đang đàm phán để ký hợp đồng với Havertz sau những cuộc liên hệ tích cực từ phía cầu thủ. Havertz rất muốn ra đi, điều này giúp cho Arsenal nắm lợi thế trong cuộc đàm phán. Chelsea muốn có khoảng 75 triệu bảng cho Havertz, Arsenal sẽ không trả số tiền đó và sẽ tìm cách giảm giá. Real Madrid đã dừng đàm phán. Như vậy, Arsenal chỉ cần thuyết phục thành công Chelsea, Havertz sẽ thương gói lập tức cập bến Emirates. MU kích hoạt điều khoản trói chân báo vật. Nguồn tin từ Manchester Evening News khẳng định, đội chủ sân Old Trafford đã có quyết định cho tương lai của Ethan Led. Sao trẻ người Anh vừa trải qua một mùa giải tương đối ấn tượng dưới mẫu áo của Queen Fat Ranger với 30 lần ra sân ở Championship, chỉ vắng mặt ở giai đoạn cuối mùa vì chấn thương gân queo. Trước mắt, hợp đồng giữa MU và Leeds sẽ đáo hạn vào cuối tháng 6, và theo nguồn tin từ Manchester Evening News, Quỷ Đỏ đã quyết định giữ chân hậu vệ này. Cụ thể, MU đã kích hoạt tùy chọn gia hạn thêm 1 năm trong hợp đồng của Leeds, qua đó tiếp tục gắn bó với tài năng người Anh cho đến mùa hè năm sau. Dự kiến Leeds vẫn sẽ rời khỏi Old Trafford theo dạng cho mượn vào mùa hè tới. Vì ở thời điểm hiện tại thì anh vẫn chưa thể cạnh tranh với Diogo Dalot và Wan-Bissaka ở hành lang cánh phải. MU sẵn sàng phá kỷ lục với Diogo Costa. Tuy chuẩn bị gia hạn với David De Gea, MU vẫn muốn chiêu mộ thêm một thủ thành chất lượng trong mùa hè để cạnh tranh và thay thế ngôi sao này trong tương lai dài hạn.
Theo tiết lộ từ Abola, đội chủ sân Old Trafford vẫn để mắt đến Diogo Costa và họ đang nỗ lực thuyết phục phía FC Porto hạ mức phí yêu cầu cho thủ môn người Bồ Đào Nha. Porto chỉ chấp nhận để Costa rời đi nếu điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 75 triệu euro của anh được kích hoạt. Dù vậy, theo tờ Corriere della Mancha, MU có thể mua Costa với giá 60 triệu euro. Con số này đủ để biến Costa trở thành thủ môn đắt giá nhất lịch sử MU. Haaland và kế hoạch 24 giờ đặc biệt tại Man City. Tiếp sau điều là tiết lộ, Man City đã áp dụng kế hoạch 24 giờ đầy đặc biệt cho tiền đạo Erling Haaland. Kể từ khi gia nhập Man City trong kỳ chuyển nhượng hè 2022, Erling Haaland đã nhanh chóng chứng minh được giá trị và đẳng cấp của bản thân. Hiệu suất ghi bàn khủng đã giúp cho tiền đạo sinh năm 2000 liên tục phá kỷ lục với những cột mốc ấn tượng. Theo chia sẻ của Pep Guardiola, đội ngũ Man City đã miệt mài làm việc suốt ngày đêm để giúp cho chân sút 22 tuổi giữ được thể trạng ở mức tốt nhất trước mỗi trận đấu. Tôi không biết là khoảng thời gian của Haaland ở Dortmund như thế nào, nhưng tại Man City, chúng tôi đã chăm sóc cậu ấy 24/24. Chúng tôi có đội ngũ bác sĩ và huấn luyện viên thể lực tài giỏi để hỗ trợ cậu ấy trong từng phút giây. Thật khó hiểu khi mà nhiều câu lạc bộ chấp nhận khi chi hàng đống tiền cho các ngôi sao nhưng lại bỏ mặc họ với những vấn đề của mình. Trong thời điểm lịch trình thi đấu dày đặc lên tới 3-4 trận trên ngày, chúng tôi cần phải quan tâm và chăm sóc các cầu thủ. Haaland dành nhiều thời gian tập của Haaland luyện tại trung tâm hơn cả trên sân cỏ, đó cũng không phải là điều gì quá mới lạ trong bóng đá hiện đại. Theo AS, chân sút 22 tuổi tiêu thụ khoảng 6.000 calo mỗi ngày để giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Món ăn khoái khẩu của Haaland bao gồm tim và gan bò, cựu sao Dortmund ăn 6 bữa mỗi ngày, anh chủ yếu uống nước lọc, tránh đồ ăn có đường và thực phẩm đông lạnh, chỉ ăn đồ tươi sống. Chelsea chi hơn 100 triệu euro cho số 9 mới. Sau một mùa giải hiệu quả với Napoli, giúp họ nâng cao chức vô địch Serie A, Osimhen đã được đồn đoán sẽ rời câu lạc bộ Ý. Osimhen đã ghi 23 bàn thắng chỉ sau 28 lần ra sân ở mùa giải này. Những cây sân bàn hàng đầu của Chelsea mùa này là Raheem Sterling và Kai Havertz, mỗi người đã ghi được 9 bàn thắng. Vì vậy, rõ ràng câu lạc bộ phía Tây London cần bổ sung một tiền đạo hè này. Tuchel đã chi hơn 600 triệu bảng cho các cầu thủ mới trong hai kỳ chuyển nhượng vừa qua và họ thậm chí còn không thể cán đích ở nửa trên của bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Mặc dù việc chi tiêu ồ ạt rõ ràng là không hiệu quả, nhưng họ có thể phải tiếp tục củng cố đội hình của mình bằng một số chín đắt giá. Nhà báo Rudy Galletti đã xác nhận rằng Chelsea sẽ tìm kiếm một tiền đạo mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè với mục tiêu chính của họ là Osimhen. Chelsea đang tìm kiếm một tiền đạo mới vào mùa hè này. Victor Osimhen vẫn là mục tiêu chính và họ có thể đề nghị hơn 100 triệu euro cho cầu thủ người Nigeria. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!